Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 6 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Ác mộng ở Bộ Y tế Việt Nam đang kỷ luật hàng loạt lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam. Quyết định được Ủy ban Kiểm tra Trung ương đưa ra vào ngày 4 tháng 11. Theo đó, Ủy ban này cũng đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật bà Nguyễn Thị Kim Tiến, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng. Thông báo của ban này mô tả điều họ gọi là hàng loạt sai phạm tại Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 đã khiến dẫn đến Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược, nhiều đơn vị, cơ sở khám chữa bệnh và cá nhân vi phạm trong việc cấp giấy phép nhập khẩu thuốc, thực hiện liên doanh, liên kết, đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế và vật tư. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Kim Tiến, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam. Những vi phạm này được cho là đã gây hậu quả nghiêm trọng, thất thoát, lãng phí tiền, tài sản của nhà nước, thiệt hại cho quỹ bảo hiểm y tế, ảnh hưởng lớn đến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và ngành y tế. Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Y tế nhiệm kỳ 2015-2020. Đảng ủy, Cục Quản lý Dược cùng nhiệm kỳ này cũng như Ban Thường vụ Đảng ủy Bệnh viện Bạch Mai và khiển trách Đảng ủy Cục Quản lý Dược. Nguyễn Quang Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, nguyên Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội. Nguyễn Quốc Anh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc, Nguyễn Ngọc Hiền, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai bị khai trừ ra khỏi Đảng theo quyết định của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Cũng trong ngày 4 tháng 11, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường, Ủy viên Ban Cán sự Đảng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan tới vụ buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh xảy ra tại Công ty Cổ phần Việt Nam Pharma. Đây là hình ảnh Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường. Tin cho hay vào năm 2013, ông Trương Quốc Cường với tư cách là Cục trưởng Cục Quản lý Dược đã ký công văn cho Việt Nam Pharma nhập khẩu 200.000 hộp thuốc H. Capita 500mg. Lô thuốc trị ung thư này đã được xác nhận là giả nguồn gốc xuất xứ, không được dùng để chữa bệnh cho người. Trước đó, vụ án buôn bán thuốc giả xảy ra tại Việt Nam Pharma giai đoạn 1 đã được Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử. Ông Võ Mạnh Cường, cựu giám đốc công ty HUC đã bị phạt 20 năm tù và ông Nguyễn Minh Hùng, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Việt Nam Pharma lĩnh án 17 năm tù. Cơ quan an ninh điều tra cho rằng việc để xảy ra các vụ án trên có trách nhiệm lớn của Cục Quản lý Dược với vai trò là các cơ quan quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện chức năng quản lý nhà nước và thực thi pháp luật và đã có dấu hiệu hình sự về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng hoặc là lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ủy ban Kiểm tra Trung ương hôm thứ Năm cũng quyết định kỷ luật khiển trách ông Nguyễn Trường Sơn, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế, Nguyễn Thế Thịnh, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Y Dược cổ truyền, Vũ Tuấn Cường, Đảng ủy viên Bộ Y tế, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Nguyễn Chí Dũng, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Mua sắm Tập trung Thuốc Quốc gia. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến hiện là trưởng ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế. Đây là hình ảnh ông Cao Minh Quang, cựu Thứ trưởng với vai trò là Chủ tịch Hội đồng xét duyệt thuốc, người quyết định cuối cùng việc cấp số đăng ký thuốc cho công ty Việt Nam Pharma nhập thuốc giả nhưng chỉ bị kỷ luật cảnh cáo mà thôi. Được biết, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng yêu cầu Ban Cán sự Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Y tế chỉ đạo khắc phục các vi phạm, khuyết điểm, kiểm điểm trách nhiệm và xử lý kỷ luật đối với các tổ chức đảng, đảng viên khác có liên quan. Trước đó, vào giữa tháng 7 năm 2021, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã có kết luận, đồng thời đề nghị truy tố 14 bị can trong vụ án nêu trên. Đáng chú ý, trong số 14 bị can, có một số bị can tại Cục Quản lý Dược. Cũng theo kết luận, bị can Nguyễn Minh Hùng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Việt Nam Pharma, đã có hành vi trực tiếp thỏa thuận với Võ Mạnh Cường, nguyên Giám đốc Công ty Thương mại và Hàng hải Quốc tế H&C để mua 838.000 hộp 4 loại thuốc man nhãn mác Hetland 2000 Canada giả
về nguồn gốc xuất xứ trị giá hơn 54 tỷ đồng để nhập khẩu vào Việt Nam tiêu thụ. Để xảy ra vụ việc trên, nguyên nhân một phần là do sự thiếu trách nhiệm, vi phạm quy chế của một số người là lãnh đạo, cán bộ tại Cục Quản lý Dược. Theo đó, bị can Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó trưởng phòng quản lý giá thuốc Cục Quản lý Dược đã có hành vi lợi dụng quyền hạn được giao, tự ý thẩm định lại hồ sơ hai loại thuốc, tự ý tẩy xóa, thay đổi kết quả đánh giá, đề xuất của ban pháp chế từ không cấp sổ đăng ký sang bổ sung hồ sơ. Hành vi của bà Thủy đã tạo điều kiện cho hai loại thuốc mang nhãn hiệu hết 2.000 được cấp số đăng ký không đúng quy định. Cơ quan điều tra cũng xác định bị can Nguyễn Việt Hùng với chức vụ quyền hạn là phó cục trưởng của quản lý dược đã thiếu trách nhiệm, không kiểm tra, giả soát kỹ biên bản thẩm định, đồng ý đưa hai loại thuốc trên ra hội đồng xét duyệt cấp số đăng ký. Bị can Hùng đã vi phạm quy chế hoạt động của hội đồng xét duyệt dẫn đến việc hai loại thuốc này được cấp số đăng ký khi hồ sơ không đảm bảo theo quy định. Việt Nam Pharma đã sử dụng số đăng ký của hai loại thuốc này nhập khẩu thuốc giả nguồn gốc xuất xứ vào Việt Nam để tiêu thụ, gây hậu quả thiệt hại về tài sản hơn 50 tỷ đồng và đương nhiên mạng sống của hàng ngàn người dân Việt Nam đã bị tước đi vì đây là thuốc giả, không hề có hiệu nghiệm. Kết quả xác minh tại Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam xác định rằng trong thời gian từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 6 năm 2015, đơn vị này không tiếp nhận chuyển phát các bưu phẩm có thông tin rằng người gửi là Headline 2000, Tổng lãnh sự quán Canada, người nhận là Bộ Y tế, ông Trương Quốc Cường. Kết quả lấy lời khai là ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế, thời điểm 2014, đang là Cục trưởng Cục Quản lý Dược, trình bày rằng đối với các thông tin, tài liệu Cục Quản lý Dược nhận được từ thời điểm 2014, chưa đủ cơ sở để dừng lưu hành các loại thuốc mang nhãn mác Headline 2000, chưa đủ cơ sở để nghi ngờ về nguồn gốc thuốc. Đây là hình ảnh bị cáo Nguyễn Minh Hùng, cựu Tổng Giám đốc Việt Nam Pharma. Với cương vị là Cục trưởng, ông đã chỉ đạo các đơn vị chức năng liên hệ, đề nghị phía Canada trả lời chính thức bằng văn bản để có căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, phía Canada không có văn bản trả lời nên ông Cường đã chỉ đạo chuyển thông tin liên quan đến và đề nghị Cục An ninh Chính trị Nội bộ của Bộ Công an phối hợp xác minh làm rõ theo quy chế phối hợp giữa Bộ Y tế và Bộ Công an. Ngoài ra, trong khi chờ đợi kết quả trả lời chính thức và kết quả xác minh, Cục Quản lý Dược đã có văn bản đề nghị hải quan tạm dừng nhập khẩu đối với loại thuốc trên. Đối với việc làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo Bộ Y tế trong việc để các loại thuốc mang nhãn hiệu hết 2.000 của Canada được cấp số đăng ký lưu hành và cấp quota nhập khẩu vào Việt Nam, kết quả điều tra đã xác định rằng ông Cao Minh Quang, cựu Thứ trưởng với vai trò là Chủ tịch Hội đồng Xét duyệt Thuốc, người quyết định cuối cùng việc cấp số đăng ký thuốc có trách nhiệm liên đới trong việc để hai loại thuốc được cấp số không đúng quy định. Tuy nhiên đến nay, ông Cao Minh Quang chỉ bị xử lý kỷ luật cảnh cáo mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Bảy ngày 6 tháng 11 năm 2021 với bản tin Ác mộng ở Bộ Y tế Việt Nam, Đảng kỷ luật hàng loạt lãnh đạo. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.